Xin chào các bạn đã đến với kênh Mr. Coin. Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 12 tháng 3. Và như thường lệ thì mình sẽ quay trở lại với các bạn trong một video điểm qua tình hình thị trường cũng như là chia sẻ với các bạn một số những tin tức quan trọng. Đồng hành cùng chúng ta trong video hôm nay là Coin98 Wallet. Đây là ví crypto đa chuỗi cho phép chúng ta có thể lưu trữ tài sản trên hơn 30 blockchain khác nhau, chỉ một passphrase duy nhất. Các bạn có thể swap token một cách nhanh chóng và vô cùng tiện lợi. Xpoint được thưởng trong mỗi lần swap token và các bạn có thể sử dụng Xpoint để nhận những phần thưởng vô cùng hấp dẫn. Gần như mọi dịch vụ về DeFi đều có mặt trên Coin98 Wallet. Hãy tải Coin98 ngay hôm nay bằng link ở phần mô tả của video để ủng hộ Coin98 và Mr. Coin các bạn nhé. Chúng ta có thông tin về chỉ số lạm phát của Mỹ xuất bản vào ngày thứ năm, ngày 10 tháng 3 vừa qua. Vào lúc 8:30 tối giờ Việt Nam thì lạm phát của Mỹ trong tháng 2 vừa qua nó đạt mức 7,9%, là gia tốc hơn khá là nhiều so với cả tháng 1 là 7,5% và những tháng trước là chỉ khoảng 6%. Thì khi mà cái thông tin lạm phát này nó được công bố thì đã ảnh hưởng thế nào tới thị trường cryptocurrency và cụ thể là Bitcoin? Chúng ta thấy được rằng là ở thời điểm ra tin thì chúng ta có một cái cây nến biến động rất là mạnh ở đây. Chúng ta thấy được rằng là giá nó tăng từ cái ngưỡng mở cửa là khoảng 39.000 lên cái ngưỡng cao nhất là khoảng hơn 40.300, rồi lại sập xuống, đóng cái nến 1 giờ này ở mức là 38.800. Chúng ta xuống cái thời khung thời gian là 15 phút thì chúng ta thấy được rằng là cái cây nến này nó giảm khá là mạnh, thì chứng tỏ là thị trường tiếp nhận cái thông tin lạm phát này với cả một cái nhìn tiêu cực. Và buổi sáng hôm sau là vào ngày thứ 6, ngày 11 tháng 3 thì các bạn thấy là khi mà phiên Á mở cửa lúc khoảng 6:30, 7 giờ Việt Nam thì giá của Bitcoin cũng giảm khá là nhiều. Đó, và các thị trường chứng khoán khác các bạn quan sát thì nó cũng giảm. Khi mà mình chia sẻ cái thông tin về lạm phát này thì có nhiều bạn ở trong cộng đồng Mr. Coin thắc mắc là không biết cái lý do tại sao mà Bitcoin lại giảm khi chúng ta có cái lạm phát tăng cao. Khi mà lạm phát thì người ta sẽ tìm tới những cái loại tài sản có cái trữ lượng hữu hạn để trú ẩn như là vàng, như là bất động sản. Và Bitcoin cũng có thể là một cái loại tài sản trong cái số này. Thì lạm phát tăng thì đáng ra Bitcoin nó phải tăng trưởng, đúng không ạ? Tuy nhiên chúng ta cần phải hiểu được rằng là đúng là khi mà lạm phát nó tăng ở trong dài hạn, mỗi năm thì chúng ta có thêm những đồng đô la, có thêm những đồng tiền pháp định, thì giá của tiền tệ nó ngày càng bị mất đi và giá của những tài sản như Bitcoin, như vàng, như chứng khoán thì nó sẽ tăng dần lên theo thời gian. Tuy nhiên thì đó là cái bức tranh dài hạn. Nhưng mà trong ngắn hạn, nếu mà lạm phát nó tăng cao quá thì chúng ta sẽ có một cái rủi ro là Fed, ngân hàng dự trữ trung ương của Mỹ cũng như là những ngân hàng trung ương khác ở trên thế giới thì họ sẽ nâng cái lãi suất của mình lên đột ngột hoặc quá nhanh, thì nó sẽ gây những cái tác động ngắn hạn hoặc là trung hạn đối với cả các thị trường tài chính. Thực tế là những cái nhà đầu tư, những nhà đầu cơ ở trên thị trường họ không phải là họ lo ngại về vấn đề lạm phát ảnh hưởng lên giá Bitcoin trong dài hạn đâu, mà họ lo sợ cái việc mà Fed sẽ thay đổi chính sách tiền tệ. Đó, thì cái này là những bạn nào mà theo dõi kênh của mình hoặc là theo dõi thị trường lâu các bạn cũng biết rồi. Tuy nhiên những bạn mới thì mình cũng muốn chia sẻ thêm để chúng ta hiểu được rằng là cái cụ thể câu chuyện ở đây nó là như nào. Ở đây thì mình có thống kê một số số liệu ngắn để chúng ta tham khảo. Thì mình xem là ở trong khoảng hơn một năm trở lại đây, từ đầu năm 2021, thì khi mà chúng ta có thông tin về lạm phát, có số liệu về lạm phát, cái biến động ở trên thị trường Bitcoin nó như nào, thì mình nhận ra một điều là trước cái thời điểm 13 tháng 10, từ thời điểm 13 tháng 10 đổ lại, cái thông tin về lạm phát thực tế là nó không tác động gì nhiều lên giá cả của Bitcoin đâu. Các bạn thấy là lạm phát nó gia tốc dần kể từ đầu năm 2021. Đầu năm là 1,4%, nhưng mà tới tháng 10 đã tăng tới 5,4% rồi, trong khi cái target của Mỹ là có 2% mà thôi. Đó, tuy nhiên thì khi mà cái tin lạm phát ra như vậy nhưng mà thị trường Bitcoin gần như là không có những cái sự biến động gì nhiều. 15 phút kể từ thời điểm ra tin thì trung bình giá chỉ biến động có 0,35%, rất là thấp mà thôi. Ngay cả những cái tháng cuối cùng khi mà lạm phát nó tăng trên 5% thì cái sự sụt giảm nếu mà có thì cũng chỉ là 0,11 hoặc là 0,12%, thực sự là không đáng kể. Tuy nhiên thì bắt đầu từ thời điểm tháng 11 thì chúng ta thấy được rằng là cái thông tin về lạm phát nó ảnh hưởng khá là nhiều
lên thị trường cryptocurrency, và gần đây thì có những ảnh hưởng rất là tiêu cực. Đó, các bạn thấy cái mức độ biến động ở cái thời điểm ra tin lạm phát thì nó cao hơn. Và 2 tháng gần đây là ngày mùng 10 tháng 2 và ngày mùng 10 tháng 3 chúng ta ra tin thì thị trường đã giảm khoảng 2% trong vòng 15 phút. Đó thì thực sự là một cái đà giảm rất là mạnh, các bạn tưởng tượng trong 15 phút mà giảm tới từng này thì những cái trader ở trên thị trường nếu mà chúng ta đánh ngắn với đòn bẩy cao thì rất là dễ bị cháy tài khoản. Đặc biệt là khi mà thị trường nó không có một xu hướng rõ ràng khi mà thời điểm mới ra tin, mà nó sẽ có những cú Q ở 2 đầu, sau đó thì nó mới hình thành một cái xu hướng. Như các bạn thấy ở đây là cái đến ngày mùng 10 tháng 3 vừa qua thì thị trường đã pump lên rất là mạnh. Sau đó thì mới thực sự là thể hiện cái đà giảm của mình, thể hiện cái ý kiến tiêu cực khi mà tình hình lạm phát nó gia tăng. Thì lý do tại sao mà có sự thay đổi kể từ tháng 10 sang tháng 11 như này. Trước giai đoạn tháng 10 thì chúng ta thấy thị trường Bitcoin dường như là không quan tâm tới vấn đề lạm phát, nhưng mà kể từ tháng 11 trở đi thì rất là đơn giản thôi. Có lẽ là nhiều bạn cũng biết rồi, là bởi vì Fed ngày mùng 3 tháng 11 năm ngoái thì họ công bố là họ sẽ cắt giảm cái việc bơm tiền vào nền kinh tế cũng như là nâng dần lãi suất trong năm 2022 này. Thì thực tế là cái việc này nhằm xử lý cái vấn đề về lạm phát. Lạm phát một phần là bởi vì Fed họ bơm quá nhiều tiền vào nền kinh tế, nên là bây giờ nếu mà Fed muốn kiềm chế lạm phát thì Fed sẽ cần tăng cái lãi suất lên và giảm cái việc bơm tiền. Một cái tác dụng phụ của việc này sẽ là khiến cho các thị trường tài chính nó chịu ảnh hưởng ở trong trung hạn và ngắn hạn. Nên là thực tế là thị trường Bitcoin hoặc là thị trường chứng khoán là người ta sợ cái ông Fed này, chứ không hẳn là sợ cái ông lạm phát này như một nguyên nhân trực tiếp đâu. Đó thì đó là một cái chủ đề được bàn luận khá là nhiều ở trong nhóm thảo luận của kênh Mr. Coin ngày hôm qua. Thì hôm nay thì mình cũng muốn chia sẻ thêm, tại vì có lẽ là cái vấn đề này nó không thực sự là rõ ràng đối với cả nhiều bạn, đặc biệt là những bạn mới ở trên thị trường. Tại vì mỗi thông tin thì nó có cái mối liên hệ giữa các chỉ số nó rất là phức tạp, và chúng ta cần phải hiểu tổng thể chúng ta biết là tại sao cái thông tin như vậy nó lại gây tác động đến như vậy. Đó thì ngoài cái nhóm thảo luận thì kênh Mr. Coin của mình cũng có một cái channel về tín hiệu để mà hỗ trợ các bạn trong việc chúng ta có thể trading ở trên thị trường nếu mà các bạn muốn trade ở trong khung thời gian trung hạn từ vài ngày cho tới vài tuần, long short, tại vì thời điểm này chúng ta rất là khó để mà tìm ra nhiều đồng coin cho HODL nên đôi khi chúng ta phải trading. Thì những bạn nào mà quan tâm các bạn có thể đăng ký ở cái phần mô tả của video, thì có một cái link ở đấy các bạn ấn vào thì có thể tham gia nhóm tín hiệu của kênh Mr. Coin. Ok, thì ngoài cái số liệu thống kê về cái mặt lạm phát này thì mình cũng làm một số những cái thống kê về cái mối quan hệ giữa lãi suất với cả giá của tài sản. Tại vì cái vấn đề chúng ta đang sợ bây giờ một cách rất là rõ ràng đó là việc Fed họ nâng lãi suất. Vậy thì câu hỏi đặt ra là lãi suất nâng lên thì nó sẽ có tác động như thế nào ở trong trung hạn, ngắn hạn rồi tới dài hạn đối với cả các thị trường tài chính. Đó, ở đây thì mình không có đủ số liệu của Bitcoin, tại Bitcoin mới chỉ tồn tại khoảng 11, 12 năm mà thôi. Và mình sẽ sử dụng số liệu của thị trường chứng khoán Mỹ, tại vì xét ở trên một khía cạnh nào đó thì đầu tư vào crypto nó cũng có nhiều cái sự tương đồng với cả đầu tư vào chứng khoán. Tất nhiên mình biết là một cái token thì nó có nhiều cái tính năng hơn là một cái cổ phiếu rồi. Nhưng mà chúng ta cũng đầu tư dựa vào cái tiềm năng phát triển của dự án rất là nhiều. Thì đầu tư cổ phiếu thì chúng ta cũng dựa vào tiềm năng phát triển của công ty rất là nhiều, nên là mình thấy là chúng ta có thể sử dụng chứng khoán Mỹ làm cái thước đo để mà so sánh. Mình có thống kê là kể từ năm 1958 cho tới hiện tại thì chúng ta đã có 11 lần Fed họ nâng lãi suất. Đó, hoặc là cái lãi suất ngắn hạn của Mỹ nó được nâng lên. Thì trong 11 lần này thì thị trường phản ứng như nào? Đó, nếu chúng ta nhìn trong một cái chu kỳ nâng lãi suất của Fed thì nó có thể kéo khá là dài, đúng không ạ? Ví dụ như là cái chu kỳ ngắn nhất thì nó cũng kéo dài tầm khoảng 6 tháng, còn cái chu kỳ dài nhất thì nó kéo dài tầm khoảng 64 tháng, 64 mà chia cho 12 thì nó là khoảng 5 năm. Đó thì chúng ta có thể coi đó là một cái khung thời gian dài hạn, đúng không ạ? Cái việc Fed nâng lãi suất nó thường là dài hạn, kéo dài tầm khoảng vài năm. Đó, thì diễn biến dài hạn nó như nào? Thì mình có thống kê là trong 11 lần Fed nâng lãi suất chỉ có một lần là thị trường down. Đó, thị trường down trong dài hạn. 2 lần là thị trường sideways, sideways trong vòng vài năm.
còn 8 trên 11 lần là thị trường vẫn tiếp tục tăng trưởng. Có nghĩa là chúng ta cũng không cần phải sợ quá là nhiều về cái thông tin Fed nâng lãi suất ở trong dài hạn, trong khoảng vài năm đâu. Đó, nếu chúng ta tin vào cái chu kỳ 4 năm của Bitcoin chẳng hạn, tới năm 2024 sẽ có cái đợt halving tiếp theo, đúng không ạ? 2020 thì chúng ta halving một lần, 2024 sẽ halving thêm lần nữa, thì có khả năng là từ bây giờ cho tới 2024 là khoảng 2 năm nữa, hơn 2 năm nữa thì chúng ta sẽ có một cái sự tăng trưởng mạnh trở lại của Bitcoin và thị trường cryptocurrency nếu chúng ta xét theo cái yếu tố là chu kỳ 4 năm. Nghĩa là trong dài hạn này chúng ta vẫn có những cái hy vọng về thị trường. Tại vì mình nghĩ đó là bởi vì khi nhà chúng ta đầu tư vào một cái tài sản thì cái yếu tố kinh tế vĩ mô nó là một cái yếu tố, đúng không ạ? Ngoài ra chúng ta có những yếu tố khác như là những cái tâm lý của mọi người về cái nhóm tài sản đó, cái niềm tin của họ về nhóm tài sản đó là như nào, và yếu tố cơ bản nội tại của từng cái dự án, từng cái công ty. Yếu tố về kinh tế vĩ mô có thể xấu, nhưng mà nếu mà những yếu tố còn lại nó tốt thì có thể là giá của tài sản nó vẫn tăng. Đó là cái lý giải của cá nhân mình thôi, các bạn có thể có những cái lý giải khác. Đó thì về dài hạn, nếu mà chúng ta vẫn tiếp tục tin tưởng vào cái tiềm năng của thị trường crypto, thì crypto vẫn được áp dụng nhiều hơn vào trong cuộc sống của chúng ta, như là cái đà về phát triển cơ bản thì hiện tại thì chúng ta không cần phải quá lo lắng. Tuy nhiên về trung hạn và ngắn hạn thì sao? Thực tế là trong 3 lần mà Fed nâng lãi suất gọi là rate hike trong thời gian vừa qua thì đúng là thị trường có những cái sự biến động khá là xấu kéo dài từ 1 cho tới 3 tháng. Đó. Ví dụ như là cái giai đoạn bắt đầu nâng lãi suất thời điểm tháng 11 2015, các bạn thấy đúng không ạ? Lãi suất nó đang ở mức rất là thấp này. Đó, bỗng nhiên là Fed họ nâng lên để mà có thể là kiềm chế lạm phát hoặc là họ thu hẹp lại cái balance sheet của họ. Thì trong khoảng 2 tháng kể từ thời điểm mà Fed nâng lãi suất thì thị trường có cái sự sụt giảm trong một 2 tháng. Đến tháng thứ 3 sau đó thì thị trường mới bắt đầu có cái tín hiệu gọi là quay đầu, chúng ta có một cây nến. Mình cũng quên sử không biết gọi là cây nến này là cây nến gì. Cây nến spinning top đúng không ạ? Hoặc là hammer gì đó mình cũng quên mất. Thì biết là cây nến này thì chứng tỏ là có cái sự chững lại của cái đà giảm, đúng không ạ? Chúng ta mất tổng cộng là khoảng 3 tháng thị trường không tăng trưởng sau khi mà Fed họ bắt đầu họ nâng lãi suất. Đó, và chúng ta thấy được rằng là cái sự sụt giảm tổng ở đây, đúng không ạ? Chúng ta thấy đo từ cái mức giá cao nhất xuống cái mức giá thấp nhất là khoảng 13% đối với cả chứng khoán Mỹ. Tất nhiên là những cái cổ phiếu gọi là rác thì nó sẽ giảm nhiều hơn. Năm 2004 khi mà Fed bắt đầu nâng lãi suất thì chúng ta cũng có một cái sự sụt giảm. Và giai đoạn năm 94 thì chúng ta cũng bị mất khoảng 2 tháng. Nếu mà chúng ta xét theo cái thời điểm hiện tại, đúng không ạ? Thời điểm hiện tại là tháng 3 và mọi người kỳ vọng là tới khoảng giữa tháng này, ngày 16, ngày 17 thì Fed họ sẽ họp FOMC và họ nâng lãi suất lên. Khả năng cao là lãi suất sẽ bắt đầu được nâng lên thực sự vào cái giai đoạn tháng 4. Đó, nên là nếu mà chúng ta gọi là đầu tư dài hạn hoặc là đầu tư spot ở trên thị trường thì chúng ta sẽ cần phải cẩn thận cái giai đoạn tháng 4, tháng 5 sắp tới. Đó thì 2 cái tháng đó thì có thể là Bitcoin nó sẽ có những cái diễn biến xấu thì chúng ta sẽ cần phải cẩn thận. Và ở đây thì mình tiếp tục chia sẻ lại cái chart dài hạn của mình, chart tháng đối với cả Bitcoin. Tại vì mình nhận ra đa phần chúng ta là chúng ta muốn đầu tư dài hạn tại vì chúng ta có những cái công việc riêng nên là chúng ta sẽ muốn dành ít thời gian theo dõi thị trường thôi. Thì một cách rất là tốt thì đó chúng ta theo dõi những cái chart dài hạn như là chart tháng hoặc là chart tuần, chúng ta sẽ biết được bức tranh tổng quan. Thì ở trên cái chart này các bạn thấy được rằng là Bitcoin hiện tại đang ở trên một cái khu vực hỗ trợ khá là mạnh, Fibo 0,236. Khu vực Fibo 0,236 từng giữ Bitcoin ở trên mình trong khoảng 8 tháng lận nếu mà xét cái chu kỳ 2018. Ngoài ra chúng ta cũng có một cái hợp lưu, đó là cái trend line tăng của Bitcoin ở trong dài hạn. Thì đó là lý do mà tại sao Bitcoin nó sideways rất là nhiều ở trong cái khu vực hiện tại. Các bạn zoom in vào chart ngày, các bạn sẽ thấy được rằng là Bitcoin trong thời điểm hiện tại thì nó không có xu hướng đó, và nó đang hình thành một cái khu vực tích lũy hoặc là khu vực điều chỉnh theo cái mô hình là cái nêm. Thì càng ngày cái biên độ dao động của giá nó sẽ càng thu hẹp và lại càng khó xác định xu hướng. Đó, lý do mình nghĩ là bởi vì thị trường lúc này cũng đang lưỡng lự, đúng không ạ? Chúng ta đang ở một khu vực hỗ trợ mạnh, trước đó là một cái đà giảm khá là mạnh, thì thị trường đang lưỡng lự không biết là Bitcoin có thể là có sự hồi phục lên cái khu vực khoảng gần 50.000 hay không, hay là sẽ đâm xuống.
Đó nên là hiện tại thì gọi là phần về phân tích thì cái trạng thái của thị trường họ là đang lưỡng lự đó. Tuy nhiên thì chúng ta nhìn về những cái mốc giá đi thì cái khu vực hỗ trợ này là khu vực hỗ trợ khá là mạnh. Ở dưới đó chúng ta có khu vực là 21.000, sâu hơn chúng ta có khu vực là 10.600. Thì trong trường hợp xấu mà Bitcoin nó đứt cái khu vực 33.000 ở Fibo 0.236 này thì có thể là sẽ trước mắt là giảm tiếp về khu vực là 21.700. À, thì diễn biến trong tháng 4, tháng 5 sắp tới thì mình cũng không thể nào mà biết được sẽ như nào. Tại vì nó còn phụ thuộc vào Fed này, phụ thuộc vào tình hình lãm phát, phụ thuộc vào cả chiến tranh giữa Nga và Ukraine, rất là nhiều yếu tố khác. Đó, nhưng mà chúng ta, mặc dù chúng ta không biết được là thị trường chính xác nó đi như nào, nhưng mà chúng ta vẫn có thể có những cái trường hợp để mà chúng ta đề phòng, đúng không ạ? Thì trường hợp mà xấu chẳng hạn, Bitcoin nó giảm về 21.700 đi. Cái trường hợp này chắc hẳn là các bạn sẽ không đồng tình đâu, nhưng mà chúng ta cứ nghĩ là có một trường hợp như vậy đi, giảm về 10.600 chẳng hạn. Đó, thì cái giải pháp hiện tại là gì? Là chúng ta nên có cơ hội chúng ta cash out ra và không nên tham lam bây giờ. Chúng ta hãy dành những phần tiền để chúng ta mua ở những giá thấp hơn. Tại vì có cái khả năng là Bitcoin nó giảm về những khu vực này. Đó, thì đó là cái chia sẻ của mình thì cũng giống những chia sẻ lần trước thôi. Đó, dành cho những bạn đánh spot. Còn các bạn nào mà đánh future thì các bạn có thể vào nhóm tín hiệu. Tại vì thực tế là cái việc chọn ra những cái đồng coin để trade thì nó sẽ tùy theo cái xu hướng của từng đồng và cũng khó để mà chia sẻ một cách tổng quan được. Trước khi đến với phần tin tức ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ với các bạn về nhà tài trợ hôm nay của video, đó chính là sàn Delta Exchange. Sàn Delta Exchange là một sàn giao dịch được đầu tư bởi những cái tên tuổi khá lớn ở trong thị trường cryptocurrency như là AV, nền tảng về lending DeFi số 1 ở trên hệ Ethereum, hoặc là Kyber Network, là niềm tự hào của crypto Việt Nam, rồi Spartan Group, đó một công ty quỹ đầu tư đã từng đầu tư vào những startup rất là nổi tiếng như là Coin98 ở Việt Nam. Thì khối lượng giao dịch của sàn Delta thì được thống kê ở trên CoinMarketCap. Khối lượng hiện tại là 437 triệu đô. Nếu chúng ta xét về khối lượng phái sinh thì đứng thứ 23 trong số các sàn mà khối lượng được CoinMarketCap tổng hợp. Đó, đứng đầu thì vẫn là Binance, Bybit và FTX thì vẫn là những cái sàn mà bên mình hợp tác từ lâu. Cái sự khác biệt của sàn Delta so với cả những cái sàn khác là cho phép chúng ta có thể giao dịch những cái công cụ tài chính nâng cao. Ở trên thị trường thì chắc hẳn là chúng ta đã biết hai công cụ là Futures và Spot, đúng không ạ? Hai công cụ mà chúng ta sử dụng nhiều nhất. Đó, tuy nhiên thì nhiều người biết là nó, nhiều người sử dụng nó, thì cái cơ hội nó không còn nhiều, đúng không ạ? Chợ mà đông thì chia khách thôi. Đó. Đó, nên là đôi khi chúng ta cũng có thể tìm hiểu những cái công cụ tài chính nó nâng cao hơn, nó phức tạp hơn, thì đồng nghĩa với việc là nhiều người không sử dụng được nó và có thể chúng ta sẽ có cơ hội lớn hơn nếu chúng ta biết cách sử dụng. Đó. Đó, thì một số công cụ tài chính như là Move, chúng ta có thể giao dịch trên cái biên độ biến động theo ngày hoặc là theo tuần của Bitcoin và những đồng top coin khác. Calendar Spread là chúng ta có một vị thế long và short đối với cả hai hợp đồng tương lai ở hai kỳ hạn khác nhau. Interest rate swap thì các bạn hiểu đơn giản đó là future với tài sản cơ sở không phải là giá của token mà là một cái lãi suất nào đó, cụ thể ở đây là funding rate. Còn đơn giản nhất trong những cái loại công cụ giao dịch mà nâng cao đó là option quyền chọn. Option quyền chọn các bạn hiểu đơn giản là một phương pháp chúng ta đánh đòn bẩy, nhưng mà chúng ta không không lo ngại về việc giá cả sẽ biến động như thế nào từ giá entry cho tới giá target của chúng ta. Đúng không ạ? Giả sử mình lấy ví dụ, chẳng hạn các bạn là muốn long Bitcoin ở trên khung thời gian gọi là ngắn đi. Đúng không ạ? Chúng ta quyết định là chúng ta sẽ vào lệnh ở ở đây chẳng hạn, đúng không ạ? Vào lệnh ở đây, entry ở khu vực này và chúng ta muốn chốt lời ở khu vực này đi. Thì chúng ta kỳ vọng rất là gọi là luôn luôn kỳ vọng một cách tích cực, đúng không ạ? Chúng ta sẽ nhìn vào cái lợi nhuận tiềm năng, chúng ta sẽ đạt được cái đường đi của giá từ entry cho tới target là bao nhiêu phần trăm. Đó thì đó là lợi nhuận tiềm năng. Tuy nhiên trong quá trình chúng ta giữ vị thế thì giá cả nó biến động rất là kinh khủng, các bạn thấy như này đúng không ạ? Thì có thể là chúng ta sẽ bị cắn stop loss nếu chúng ta đặt stop loss ở khu vực này, hoặc là đặt ở khu vực này chúng ta vẫn bị cắn như thường, đó vẫn bị stop ăn như thường. Đó, thậm chí là bạn nào đánh nó về cao chúng ta bị cháy tài khoản nếu chúng ta sử dụng những công cụ truyền thống như là future, như là margin. Còn option thì nó hay ở chỗ là chúng ta không quan tâm là trong cái quá trình giá đi từ entry tới target là nó sẽ biến động như nào,
đó, mà chúng ta chỉ quan tâm là giá có đạt target trước một cái thời điểm hết hạn của hợp đồng hay không. Đó, đơn giản nó như vậy thôi. Đó, giá có đạt được target trước thời điểm hết hạn của hợp đồng hay không. Đó, và chúng ta không sợ là bị out khỏi vị thế, bị đánh bật ra khỏi vị thế vì cháy tài khoản, vì stop loss khi mà giá nó biến động rất là kinh khủng từ cái lúc mà chúng ta vào lệnh cho tới khi mà đạt target. Đó, thì đó là cái ưu điểm của future. Và tất nhiên là nó bắt buộc là chúng ta phải đoán được cả khung thời gian nữa. Ok, thì đó là cái sàn Delta Exchange và những chức năng của nó. Để tìm hiểu về option thì các bạn có thể lên trang Mr. Coin, các bạn tra cái tiêu đề video này. Thì trong cái video này mình chia sẻ về một dự án về option phi tập trung IEO ở trên FTX và xây dựng ở trên hệ Solana. Ngoài ra thì sàn Delta Exchange thì họ cũng có cái đồng coin sàn của họ là đồng DeTo. Đó, thì đồng DeTo hiện tại là một đồng small cap với cả vốn hóa là 44,31 triệu USD. Nguồn cung lưu thông hiện tại là 140 triệu đồng, đúng không ạ? Tổng cung là 750 triệu đồng thì sẽ đạt được trong vòng khoảng hơn 4 năm. Và vai trò của đồng coin sàn này thì cũng khá giống với cả vai trò của những đồng coin sàn của những cái sàn khác. Ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với những thông tin quan trọng ngày hôm nay. Hôm nay thì chúng ta sẽ có hai phần thông tin. Một là mình sẽ chia sẻ với các bạn về những thông tin về tài chính cơ bản, vấn đề Nga-Ukraine ảnh hưởng thế nào tới tình hình kinh tế thị trường này kia. Sau đó chúng ta sẽ có một số những cái thông tin về crypto, đúng không ạ? Về đồng USDT, một cái phi vụ short USDT chuẩn bị diễn ra khá là hay, đúng không ạ? Chắc hẳn là nhiều bạn đang hold USDT rất là nhiều, đặc biệt là ở trong giai đoạn này thì chúng ta phải quan tâm tin này tại vì nó khá là rủi ro và nguy hiểm. Tiếp theo chúng ta có thông tin về cái đồng coin Celo mà mình chắc hẳn là nhiều bạn chúng ta đang quan tâm đầu tư hoặc là chúng ta đang ôm. Hiện tại thì cuộc chiến vẫn tiếp tục diễn ra khá là căng thẳng. Nga thì họ tiếp tục tấn công, tiếp tục bắn phá vào những cái target quan trọng ở Ukraine. Và thủ đô Kyiv của Ukraine thì hiện tại quân đội Ukraine họ đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công sắp tới của quân đội Nga. Họ kỳ vọng là sắp tới thì Nga sẽ có một cái cuộc tấn công toàn diện vào thủ đô Kyiv khi mà quân đội Nga họ đang gọi là hội quân ở xung quanh thành phố. Thì trước diễn biến căng thẳng như này ở Nga và Ukraine thì phương Tây họ vẫn kiên quyết sử dụng những cái hình thức trừng phạt kinh tế để mong là Nga họ sẽ dừng leo thang cuộc chiến này, họ sẽ rút lui khỏi Ukraine. Thì ngày mùng 8 tháng 3, ngày đầu tuần vừa qua thì Mỹ họ đã tuyên bố là cấm nhập khẩu những cái sản phẩm năng lượng từ Nga như là dầu này, như là khí tự nhiên hóa lỏng, như là than. Thì để đáp lại cái lệnh trừng phạt này của Mỹ thì Nga họ cũng cấm xuất khẩu một số những cái hàng hóa từ nước họ ra nước ngoài. Đó, họ cấm xuất khẩu 200 cái mặt hàng vào ngày mùng 10 tháng 3 vừa qua. Đó, thì 200 mặt hàng này nó bao gồm những cái mặt hàng như là thiết bị về công nghệ, về y tế, rồi những cái thiết bị vận tải, máy móc trong nông nghiệp. Đó, nhưng Nga vẫn chưa dám cấm xuất khẩu những sản phẩm năng lượng như là dầu, khí và than. Tại vì đây là nguồn doanh thu chính đối với cả chính phủ của Nga. Theo thống kê thì từ năm 2011 cho tới năm 2020, cái doanh thu từ việc xuất khẩu dầu thô và khí tự nhiên nó chiếm tới khoảng trung bình là 43% trên cái nguồn thu của chính phủ Nga, đúng không ạ? Thì họ vẫn chưa thể nào mà cấm xuất khẩu những cái hàng hóa này. Nó là mới tin tích cực, đúng không ạ? Xoa dịu phần nào cái mối lo về thiếu nguồn cung của những hàng hóa quan trọng ở trên thị trường. Đó. Mặc dù vậy, thì trước những cái lệnh trừng phạt liên tục của Mỹ, thì mặc dù Nga họ vẫn muốn xuất khẩu những cái mặt hàng về năng lượng của họ, nhưng mà nhiều những traders, nhiều nhà buôn, nhiều những cái công ty họ đang gọi là sợ không dám nhập hàng từ Nga, tại vì họ sợ là dính luôn những cái trừng phạt của Mỹ nếu mà họ dám nhập hàng từ Nga. Đó, thì có lẽ là nhiều bạn chúng ta cũng gọi là nghĩ đến một cái phương pháp là Nga họ có thể là họ sẽ nhập hàng sang một cái nước nào đó, ví dụ như là Trung Quốc, ví dụ như là những đồng minh thân cận của Nga ở khu vực Trung Á chẳng hạn, rồi sau đó những nước này sẽ lại xuất khẩu sang những nước phương Tây để mà lách những trừng phạt đó. Nhưng mà chắc chắn thì nếu mà làm như vậy thì chúng ta sẽ đi đường vòng và chi phí vận chuyển rồi những cái chi phí về chiết khấu nó sẽ vẫn khiến cho giá của những hàng hóa quan trọng nó tăng lên. Hôm qua thì tiếp tục là một cái lệnh trừng phạt mới từ Tổng thống Biden của Mỹ. Đó, ông Biden ông ấy có hai cái cú đấm đối với cả nền kinh tế của Nga.
một cú đấm thì đã tung ra, thì đó là tiếp tục cấm nhập khẩu thêm một số những cái hàng hóa từ Nga như là hải sản này, như là đồ uống có cồn, rượu đó, như là những kim cương mà không dùng cho mục đích công nghiệp đó, và cấm xuất khẩu những cái hàng hóa xa xỉ từ Mỹ tới Nga. Đó thì cú đấm này đã tung ra, đó còn một cú đấm thì chuẩn bị tung ra, thì tổng thống Biden ông ấy đang kêu gọi quốc hội Mỹ cũng như là đồng minh của Mỹ là những nước EU và G7 là sẽ loại Nga ra khỏi danh sách những quốc gia được ưu tiên về thương mại. Đó, mà khi mà loại Nga ra khỏi danh sách ưu tiên về thương mại thì các quốc gia có thể là sẽ đánh thuế lên các hàng hóa nhập khẩu từ Nga. Đó, thì thực sự là cái cuộc chiến về Nga và Ukraine hiện tại thì cái tác động của nó là lên toàn cầu. Không phải là tác động về cái mặt gọi là vũ trang này kia, nhưng mà tác động về mặt kinh tế. Khi mà chúng ta có những cái cuộc chiến về kinh tế, về thương mại, nó sinh ra từ cái cuộc chiến tranh này, thì nó đang tác động tới giá cả hàng hóa và tác động lên cái cuộc sống của người dân của chúng ta. Ở Việt Nam chúng ta thì gần đây cũng đã phải nâng cái giá xăng dầu lên, tại vì áp lực tăng giá của hàng hóa trên thế giới rất là nhiều. Và chúng ta có thêm một cái mối lo ngại nữa, tại vì cái vấn đề nó không chỉ dừng lại ở năng lượng, mà Nga và Ukraine, hai quốc gia này còn xuất khẩu tới 29% lượng lúa mì toàn cầu. Ukraine thì họ cũng xuất khẩu rất là nhiều ngô sang Trung Quốc. Đó, thậm chí là họ còn dẫn vị trí số 1 trong năm 2021 vừa qua, đúng không ạ? Bình thường là Mỹ họ cũng xuất khẩu rất là nhiều nông sản, nhưng mà 2021 thì Ukraine xuất khẩu số 1 về ngô đối với cả Trung Quốc. Mà ngô thì cũng rất là quan trọng. Đó, ngô thì các bạn biết là ngoài làm lương thực cho con người này, còn là cái thức ăn rất là quan trọng trong chăn nuôi, rồi là nhiên liệu để mà sản xuất ra ethanol dùng cho việc tiếp nhiên liệu. Thực sự là cái mối lo về an ninh lương thực nó là có thật. Và hiện tại thì cái chỉ số về hàng hóa của Bloomberg, mà tổng hợp những cái hàng hóa quan trọng từ năng lượng cho tới lương thực, thì nó đang ở trong một trend tăng rất là mạnh. Và kể từ ngày mà Nga họ bắt đầu họ tấn công Ukraine thì cái chỉ số này nó đã tăng mức đỉnh điểm là 20%. Còn hiện tại thì nó điều chỉnh lại, nhưng mà cái đà tăng vẫn còn. Thì mình nghĩ là đây là vấn đề khá lớn ở trong trung hạn. Đó, nếu mà vấn đề này khiến cho cái kinh tế của những quốc gia lớn như là Mỹ nó bị ảnh hưởng, hoặc là GDP nó bị chững lại, hoặc là nó âm chẳng hạn, thì các thị trường sẽ còn phải chịu đựng nhiều những cái áp lực về giảm giá nữa. Thì vấn đề lạm phát, đúng không ạ? Thì điểm lại thì chúng ta có một số những nguyên nhân đứt gãy chuỗi cung ứng do Covid. Đó thì chúng ta vẫn đang phải khắc phục cái vấn đề này, tại vì rất là nhiều doanh nghiệp phá sản, rất là nhiều những người công nhân thì họ đã phải thôi việc trong giai đoạn Covid. Bây giờ chúng ta đang khắc phục cái vấn đề này. Chính sách tiền tệ nới lỏng quá nhiều của các ngân hàng trung ương, trong đó có Fed, thì bây giờ chúng ta cũng chuẩn bị khắc phục rồi khi mà nâng lãi suất lên. Nhưng mà đứt gãy chuỗi cung ứng do tình hình Ukraine và Nga thì có vẻ là càng ngày nó càng trầm trọng. Đó thì đó là những cái rủi ro mà chúng ta cần phải cẩn thận. Tiếp theo chúng ta sẽ điểm qua một cái rủi ro tiếp theo đối với cả thị trường cryptocurrency. Đó, xin lỗi các bạn, mình thì có gì thì mình chia sẻ như vậy thôi. Thị trường nó có cái gì mình chia sẻ, chứ mình cũng không thể chia sẻ tin tức tích cực ở trong một cái thời điểm mà chúng ta có quá nhiều rủi ro như thế này được. Mặc dù mình biết là nhiều bạn muốn nghe những tin tức tích cực hơn. Đó, nhưng mà mình nghĩ là về lâu dài thì vẫn tốt hơn nếu mà mình chia sẻ những cái tin tức nó khách quan, mặc dù là lời thật khó nghe. Một cái quỹ đầu tư, hedge fund, quỹ đầu tư mạo hiểm có cái số vốn là 4 tỷ USD đang short USDT, đang short đồng stablecoin do Tether phát hành. Đó, thì quỹ này tên là Fir Tree Capital Management. Cái lý do mà short đó là quỹ này họ lo ngại hai cái rủi ro đối với cả USDT. Đó, thứ nhất là những cái sự điều tra của các cơ quan chức năng lên cái quỹ tài sản mà Tether nắm giữ để đảm bảo giá trị cho mỗi đồng USD, để đảm bảo rằng mỗi đồng USDT luôn luôn có giá bằng 1 USD thì Tether phải nắm giữ một quỹ tài sản. Thì những cái cơ quan chức năng họ đang sợ rằng là Tether họ cầm cái quỹ này họ mang đi đầu tư mạo hiểm. Đó, và nếu mà cái khoản đầu tư này nó bị làm sao thì Tether sẽ không có đủ tiền để mà đảm bảo giá trị cho mỗi đồng USDT. Đó, và cái rủi ro thứ hai cụ thể hơn đó là Fir Tree Capital Management họ nghi ngờ rằng rất là nhiều những khoản đầu tư của Tether đối với cái quỹ này là đầu tư vào thị trường nợ, thị trường trái phiếu của Trung Quốc.
đó, đặc biệt là thị trường bất động sản. Mà năm ngoái chúng ta có thông tin là những cái tập đoàn lớn về bất động sản của Trung Quốc thì họ đang không trả được nợ. Đó, như là tập đoàn Evergrande, tập đoàn bất động sản lớn nhất của Trung Quốc thì nợ tới 300 tỷ USD. Đó, và họ đã không thể trả được nợ cho những cái trái chủ ở nước ngoài. Nhiều người lo ngại rằng cái bong bóng này nó chưa vỡ đâu. Có thể là nhiều doanh nghiệp bất động sản của Trung Quốc khác nó sẽ có thể là không trả được nợ hoặc là phá sản ở trong thời gian sắp tới nữa. Thì quỹ đầu tư hedge fund thì họ nghi ngờ rằng là trong khoảng 57 tỷ USD mà Tether nắm giữ để mà đảm bảo giá trị cho đồng USDT thì có tới 24 tỷ, nó gần một nửa là đầu tư vào vào những cái trái phiếu gọi là high yield, đúng không ạ? Là lợi suất cao nhưng mà rủi ro cao luôn. Đó, và rất nhiều ở trong trái phiếu này thì người ta nghi ngờ rằng là trái phiếu của những cái nhà phát triển bất động sản của Trung Quốc. Đó, mà nếu những doanh nghiệp này mà phá sản thì tất cả những trái phiếu này nó sẽ trở thành vô giá trị hết. Và rõ ràng khi mà chúng ta có 57 tỷ USDT ở trên thị trường mà cái quỹ của Tether nó không có đủ 57 tỷ thì giá trị thật của mỗi đồng USDT nó sẽ lại thấp hơn 1 USD. Đó, và lúc đó thì cái lệnh short, cái setup short của cái hedge fund này nó sẽ có lời. Mình đã chia sẻ rất là nhiều về cái rủi ro này rồi trong trong những video từ năm ngoái. Nói thật với các bạn là bản thân mình cũng thấy USDT nó rất là thuận tiện, đúng không ạ? Sàn nào người ta cũng cũng có USDT để chúng ta cất tài sản hoặc là chúng ta làm ký quỹ khi chúng ta trade futures chẳng hạn. Đó, thì USDT nó rất là thuận tiện. Đó, nhưng trước những cái rủi ro này thì một lần nữa mình khuyên, mình chia sẻ với các bạn là chúng ta nên cầm những đồng stablecoin khác, ví dụ như USDC, như BUSD chẳng hạn, như là UST, như là DAI, là những cái đồng gọi là stablecoin phi tập trung. Đó, cầm những đồng này thì ngủ ngon hơn, tại vì với cái quả bom nợ như này thì không biết lúc nào USDT có thể là sẽ gặp rủi ro thật, đúng không ạ? Ví dụ như là chúng ta để một số tiền lớn ở trong tài sản Binance bằng USDT chẳng hạn, rồi hôm sau chúng ta có thông tin là USDT nó bị mất cái giá trị của mình, nó giảm xuống dưới 1 đô, giảm xuống khoảng 0,8 đô chẳng hạn, thì chúng ta tự nhiên mất 20%. Thì mình nghĩ là chúng ta nên nên gọi là chuyển sang ôm những đồng stablecoin khác thì nó an toàn hơn. Ok, và tin tức cuối cùng ngày hôm nay đó là tin tức về đồng Celo, một cái đồng coin mà có lẽ là rất nhiều bạn đang nắm giữ hoặc là đang có ý định đầu tư. Thì một tin tức này là tin tức tốt, thì Celo Foundation thì họ rất là tích cực trong quá trình mà phát triển hệ sinh thái của họ. Gần đây thì họ đã đề xuất lên cái cơ chế quản trị phi tập trung của dự án Uniswap, về việc là sẽ triển khai Uniswap V3 ở trên nền tảng Celo. Có nghĩa là quản trị Uniswap thì có một cái hội đồng, đúng không ạ? Thì bên Celo vào cái hội đồng này và đề xuất một cái dự thảo lên là bây giờ Uniswap sẽ triển khai thêm ở bên Celo. Chúng ta thấy được rằng là Celo họ đang rất tích cực trong việc là kéo các dự án vào trong hệ sinh thái của mình, đặc biệt là những cái dự án đã có tên tuổi lớn. Thì cái dự thảo này đã và đang trong quá trình biểu quyết, và hiện tại thì 100% có phiếu thuận. Nó rất là tốt. Đó, thì nhiều khả năng là chúng ta sẽ có Uniswap V3 ở trên Celo, và Celo họ cũng chuẩn bị sẵn cái quỹ là khoảng 10 triệu USD để mà gọi là thu hút những người sử dụng cho Uniswap ở trên nền tảng của mình, và 10 triệu dành cho Uniswap. Đó, có nghĩa là tung tiền ra để mà xây dựng hệ sinh thái. Ngoài cái mảng là mobile, triển khai blockchain ở trên điện thoại, thì họ còn đánh vào cái mảng là bảo vệ môi trường rồi cải thiện xã hội này kia, khi mà họ muốn là sẽ triển khai những cái tokens liên quan tới bảo vệ môi trường, gọi như là chứng chỉ carbon hoặc là những cái token được đảm bảo bởi những tài sản tự nhiên như là đất, như là rừng này kia. Đó, thì chúng ta thấy được rằng là cái chiến lược của Celo nó rất là rõ ràng, đúng không ạ? Đánh vào cái tập người dùng mà quan tâm tới những vấn đề này. Hiện tại giá của Celo ở trên thị trường đang là 2,6, chúng ta chạm cái khu vực Fibo 0,786 bật lên. Thì cái mức giá 2,6 này so với cả mức giá trung bình mà những nhà đầu tư private sale họ mua được là 0,8, thì hiện tại chúng ta đang x4 kể từ cái mức giá này. X4 lần so với giá private thì nó cũng không phải là nhiều đâu, đúng không ạ? Nên là chúng ta hoàn toàn có thể cân nhắc gọi là mua gom một số ít Celo ở khu vực này. Tất nhiên là không all in, chúng ta vẫn giữ một phần tiền để nếu mà giảm tiếp thì chúng ta sẽ có thể mua thêm. Nhưng mà mình cũng phải chia sẻ thẳng với các bạn thì cái tư duy đầu tư của mình nó là về lâu dài, và mình thì rất là an toàn, nên là mình
Nghĩ rằng chúng ta không nên chỉ đầu tư vào CLO hoặc là kỳ vọng quá nhiều vào CLO, đúng không ạ? Trong một cái danh mục đầu tư gọi là dài hạn và an toàn thì mình vẫn nghĩ là chúng ta nên chia ra cái nhóm dự án mà rất quan trọng, không thể thiếu đối với cả thị trường, như là Bitcoin. Bitcoin mà sập thì mình đảm bảo là thị trường nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều, nó sẽ mất rất nhiều giá trị của nó. Đó thì Bitcoin là rất quan trọng này, và một số những đồng coin khác các bạn sẽ cần phải tự tìm kiếm. Quan trọng là những dự án mà nếu mất đi thì rất là nhiều người, rất là nhiều tiền nó sẽ bị thất thoát khỏi thị trường crypto. Và có cũng tốt, có thì tốt hơn, nhưng mà không có thì cũng có những sự thay thế khác cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Thì các bạn sẽ tự xem là CLO nó ở nhóm nào ở trong ba nhóm này đó, và các bạn sẽ phân bổ xem là chúng ta sẽ đầu tư bao nhiêu phần trăm vào mỗi nhóm có những đồng coin gì, và xác định cái điểm mua, xác định cái target cho từng đồng coin để chúng ta gọi là đầu tư dần. Thì mình nghĩ cái phương pháp này nó sẽ cho chúng ta cái sự yên tâm hơn về cái mặt là đầu tư cũng như là có hiệu quả về dài hạn. Đó, còn nếu mà các bạn theo trường phái all in thì có lẽ là các bạn nên sang kênh khác, tại vì mình không có cái gan để mình all in như vậy. Ok, cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này của kênh Mr. Coin. Chúc các bạn một ngày cuối tuần nghỉ ngơi thật là trọn vẹn bên gia đình. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.